Ngọc Vy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, 30 tháng 3 năm 2019, đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề do Tủ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Ngọc Vy kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tủ Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy trên VTV. Chương trình tuần này chủ đề Cái tâm của con người Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Cách tâm của con người, chuyện do VN sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Một buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, ướt đẫm mồ hôi, vác trên vai túi hành lý lĩnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, hằng lên sự vất vả, cực nhọc, cũng một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt nhìn khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương. Trên sân ga người qua lại tấp nập, ai đi qua đều nhìn về phía chị, những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đi ngang qua chị một cách vội vã. Dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng kéo họ lại để van xin nhờ vả việc gì đó. Anh để ý đấy nha, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hay như mượn bình nước uống rồi tu ẩn ực vài ngụm đã hết veo. Đúng là người nhà quê. Xin chào. Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu hỏa. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu. Mọi người đều xua tay và lắc đầu hoặc lãng ra chỗ khác. Không nạn trí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương này là Xin mọi người giúp đỡ cho tôi. Những người ngồi trên toa tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa, vội lấy tờ báo che mặt, giả vờ ngủ trên khuôn mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng chán nản mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ người phụ nữ xót xa nghĩ chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình đúng lúc đó chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ thư sinh đang ngồi đọc báo Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: "Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp tôi được không?" Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nghèo nàn nọ: "Xin lỗi, chị đang hỏi tôi à?" Người phụ nữ gật đầu xin anh giúp đỡ tôi tôi lên thành phố để tìm người bà con nhưng tìm không ra tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi muốn về quê nhưng không biết làm thế nào cậu có thể mua giúp tôi một tấm vé để tôi về quê không sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự dường như anh ta vừa muốn giúp vừa lại không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó sau một thời gian im lặng chàng trai bèn đưa tay vào túi quần khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ ngại ngùng đưa cho người phụ nữ chị cầm lấy đi tôi tôi chỉ còn có chừng này không biết đủ hay không tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều tôi lên thành phố này để kiếm việc hy vọng tìm được một công việc lương kha khá. Nhưng khi lên thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể tìm ra được một việc gì để làm, chỉ cầm tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng, cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng cảm ơn. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói như thế này vậy chị cùng quê với em hay chị lấy tấm vé của em đi vậy thế còn cậu thì sao người phụ nữ ngạc nhiên hỏi số tiền em vừa đưa cho chị chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này như vậy cách nhà em cũng không xa lắm em có thể đi bộ mà chị cứ cầm lấy vé đi em là con trai thế nào mà chẳng được còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được thôi chúc chị thùng buồm xuôi gió nào chị đưa lại em đóng tiền lẻ nói xong không kịp để người phụ nữ phản ứng gì chàng trai vội vàng cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình sau đấy anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé rất nhanh sau đó chàng thanh niên lại lên tàu người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi sao cậu lại làm như thế cậu không hối hận à chàng trai lắc đầu không chị ạ à. trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết chị cầm tay chàng trai và nói anh bạn trẻ xuống đây với tôi một lát người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga vẫy một chiếc taxi tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai cậu lên xe đi hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi hóa ra người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy chị đã phải hóa trang là người đứng ở sân ga suốt ba ngày qua các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng khi đứng ở sân ga trong ba ngày đó tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó có thể chàng thanh niên đó không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái tâm cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được đấy là thứ mà công ty tôi cần các bạn thấy đấy một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạng có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên nhưng thực ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga nhưng chỉ có chàng trai đó mới nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy không phải ngẫu nhiên mà là anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người xung quanh Kính thưa quý vị, nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc Lão bồ đề 2 at com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.